Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe, nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi tìm thêm những Pokemon mà mình chưa có nha bạn. Hiện tại thì mình đang ở cái vùng Savannah đây nè. Chúng ta sẽ tiến hành tìm cái con Chansey ở đây nha. Trời ơi, mình đang cố gắng lắm luôn rồi mà nãy giờ nó vẫn chưa chịu xuất hiện anh em ơi. Nãy giờ mình cũng có đứng mò mẫm một xíu về cái chứng minh nhân dân của Bissimin anh em ạ. Đây, đó. Chúng ta có thể chọn giới tính cho nó luôn đó các bạn ơi. Có con Chansey xuất hiện kìa. What the hell. Trời ơi, tôi đang mò mẫm cái chứng minh nhân dân mà. Trời ơi, đó là thẻ căn cước của Bissimin nha các bạn. Đây, và đây là cái em Chansey. Cái em mà chúng ta cần tìm trong tập ngày hôm nay đây. Mình sẽ bắt nó lẹ luôn mà Whitbon đi ha. Wow, Chansey này cấp 50 luôn. Dữ quá ta. Whitburn không thành công rồi. Nó ru ngủ luôn cái con Latias của mình rồi. Mình sẽ chuyển qua cái con khác đi. Celebi. Nó ru ngủ luôn con Celebi luôn rồi. Trời ơi. Vậy thì mình sẽ quăng luôn mấy quả Tamarwan ra đi ha. Rồi, kiểu này là không ổn rồi. Nó cứ ru ngủ như thế này thì sao mà tăng cái tỷ lệ bắt nó được. Mình sẽ tiếp tục xài luôn mấy quả Tamarwan nha các bạn. Trời ơi, nó ru ngủ mình hoài luôn kìa. Rồi, kiểu này là không được rồi. Tiếp tục là Tamarwan luôn nha các bạn. Trời ơi, chúng ta sẽ cố gắng để mà thu phục nó lẹ đi ha. Thiệt là khó chịu quá đi. Cho nó một quả Tamarwan nữa đi nè. Ui, không thành công rồi. Ru ngủ hoài luôn. Một quả Tamarwan nữa nha các bạn. Có vẻ là khi Pokemon của mình bị ngủ rồi á thì cái tỷ lệ mà bắt trúng cái con Pokemon đối phương thì nó sẽ giảm xuống đấy. Hay là mình sẽ chuyển qua cái con Machado đi. Chuyển qua con này đi ha. Trời ơi, mà ru ngủ tôi hả? Thiệt là khó chịu. Tamarwan à. Trời ơi, lần này phải cho nó biết sợ là gì chứ. Mày nè con. Không được rồi. Mình sẽ tiếp tục. Hay da, mình quăng lộn cái quả Dustbone đó rồi. Trời ơi. Thôi mình sẽ tiếp tục quăng Tamarwan tiếp nha các bạn. Cái con đầu tiên trong tập ngày hôm nay mà nó đã gây cho mình rất là nhiều khó khăn luôn rồi đó. Mày nè con. Và cuối cùng mình cũng đã bắt được Chansey rồi các bạn ơi. Quá xịn. Chansey. Đây, chúng ta sẽ xóa nó khỏi game shark đi. Vì mình đã có nó rồi. Đây là chứng minh nhân dân của Bissimin nè các bạn à. Chúng ta có ba cái giới tính để mà lựa chọn nè. Đó. Màu xanh, màu hồng và màu trắng các bạn ơi. Trời ơi, tôi đang mò mẫm với chứng minh nhân dân mà. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đi bắt cái con Pokemon thứ hai trong tập ngày hôm nay luôn. Và nó sẽ xuất hiện tại cái vùng Extreme Hill cộng và Extreme Hill cộng M nha các bạn. Đó chính là con Snorlax. Cái con gấu siêu bự luôn. Và nó sẽ xuất hiện tại hai vùng Extreme Hill cộng Extreme Hill M vào buổi trưa và buổi chiều. Khá là xịn ha. Thời điểm hiện tại đang là buổi trưa nữa bạn ơi. Chúng ta sẽ cố đi vòng vòng coi thử xem nào. Trời ơi, khó khăn quá đi ta. Wow, trời nó muốn chiều luôn rồi các bạn ơi. Kinh khủng thiệt sự. Mình vẫn đang quanh quẩn tại cái vùng Extreme Hill cộng đây nè, nhưng mà vẫn chưa thấy em nó ở đâu cả. Trời, có vẻ mình không gặp nhiều may mắn rồi. Hay da, chúng ta sẽ tiếp tục chạy vòng vòng để cho nó tăng cái tỷ lệ spawn anh em ạ. Thì khi mình chạy trên mặt đất, cái tỷ lệ spawn Pokemon nó sẽ tăng lên đó các bạn ạ. Move Relentless nè các bạn ơi. Trời ơi, quá xịn luôn nè. Cái ông học skill đây các bạn ơi. Trời ơi, ông này thì chuyên xuất hiện tại hai vùng thôi, đó chính là vùng đồng bằng và ở trên núi các bạn ơi. Trời ơi, may quá. Tập hôm nay mình nói may mắn gặp được ông đó các bạn ạ. Rồi, sẽ khá là xịn này. Chúng ta sẽ tiến hành học skill cho cái dàn Pokemon của anh nha. Đầu tiên là học cho con Latias cái đã. Quá xịn luôn. Trời ơi, biết bao nhiêu tập, 40 mấy tập luôn rồi không thấy ổng. Hôm nay mới được diện kiến đấy anh em ạ. Đó, mình sẽ tranh thủ học thật là nhiều skill cho nhiều Pokemon của mình luôn. Đây, chúng ta sẽ chọn mấy skill nào cho thích hợp đấy ha. Dragon Breath hả? Mình sẽ thay bằng Heming Hand liền.
Sống một em Latias đã được học skill thành công rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua cái con Celebi nha. Đó, Celebi nó có Brimstone nè. Mình nghĩ là mình nên thay cái skill khác, Confusion, thay bằng Future Sight anh em ạ. Đó, tiếp theo là con Nihilego. Rồi thay skill cho nó liền chứ. Venus Shock nè, skill này cũng khá là ổn ha. Power Game thay hết liền, trời ơi, đổi mới nguyên cái đội hình Pokemon luôn anh em ạ. Đó, sau khi mà học xong ở đây thì chúng ta sẽ rất là mạnh luôn đó. Wow, khá là xịn sò đây. Rồi mới thấy một skill Headbutt nè. Đó, cụng đầu. Rồi để mình học tiếp nha các bạn. Rồi tiếp theo sẽ là Victini nha các bạn. Đó, wow, Double H. Skill này thì nó vừa gây sát thương lên bản thân của Pokemon sử dụng luôn đó các bạn ạ. Mình có nên học không ta? Để mình cân nhắc cái đã. Rồi chúng ta sẽ coi còn có skill nào xịn hơn nữa hay không. Searing Shot nè, thay liền. Rồi còn skill nào xịn sò nữa không ta? Zen Headbutt. Mình sẽ thay luôn bằng Incinerate luôn nha các bạn. Thay skill này luôn nha. Đó. Rồi bây giờ là tới Suicune nha. Suicune sẽ mình sẽ học Extra Sensory. Thay skill nào đây ta? Khó quá ta. Rồi để mình coi lại coi. Wow, Aurora Beam nữa nè. Ây da, khó khăn quá vậy. Chắc mình sẽ thay Extra Sensory bằng cái skill Pie này đi các bạn ơi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tới cái em Machado nha các bạn. Trời ơi, Machado có Claw Combat luôn nè. Mình sẽ thay liền. Trời ơi, quá xịn sò luôn. Còn có skill nào xịn nữa không ta? Sycophinch, chắc mình sẽ thay luôn. Đó. Để mình coi còn có skill nào xịn hơn nữa không. Ây da, có vẻ là hết luôn rồi đó các bạn ơi. Rồi, được rồi đó. Zoom kích nè. Wow, skill này gây ra nhiều sát thương hơn đó. Rồi, hay nói chung là học như đó thôi. Ôi ôi, khó khăn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục học cho mấy con Pokemon khác nha các bạn. Rất là nhiều luôn. Nãy giờ thì mình học rất là nhiều skill cho rất là nhiều em Pokemon của mình luôn. Trời ơi. Và bây giờ sẽ là Force Whip đây các bạn ơi. NT xuất hiện rồi nè. Wow, tại vùng Extreme Heal cộng. Nhưng mà con này mình có rồi nên mình không có bắt nó nữa đâu các bạn ơi. Rồi, mình tiếp tục học skill cho Hashorus thôi nào. Mình vừa học Phone Sweep cho nó xong. Trời ơi, khá là xịn luôn. Hashorus của mình. Dragon Claw hả? Chúng ta sẽ thay bằng thôi, khá là khó để mà con nhắc này mà. Skill Outchest này có vẻ khá là mạnh đây. Trời ơi, Assurance nữa nè. Và bây giờ mình sẽ thay Outchest. Vậy cho nó chuẩn anh em ơi. Nãy giờ thì cái con NT thứ hai nó đã xuất hiện rồi các bạn ạ. Mình cũng vẫn đang tiếp tục học skill đây nè. Mình học cho hết một cái list Pokemon của mình luôn. Và đây em Snorlax cuối cùng nó cũng đã xuất hiện rồi nè. Snorlax khá là xịn hen. Trời ơi. Đó, cuối cùng nó cũng đã chịu xuất đầu lộ diện anh em ơi. Đây. Wow, sao con này nó nhỏ vậy? Hình như mình trúng cái con kích thước nhỏ rồi. Giờ mình sẽ bắt nó lẹ luôn mà Whip Ball nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ cố gắng để mà thu phục nó luôn nha. Ây da, con này căng thẳng quá ta. Chúng ta sẽ chuyển qua con Gullet đi. Mình đang để cái đội hình này nữa. Trời ơi, quên cầm mấy con Hashorus với con Sider đã rồi. Mình đã học Phone Sweep cho hai con đó rồi các bạn ạ. Thì cái skill Phone Sweep á, nó sẽ đánh Pokemon đối phương xuống còn có một máu thôi. Rất là tuyệt vời luôn. Đó, dùng Phone Sweep để mà thu phục Legendary hoặc là mấy cái con Pokemon cần thiết á. Trời ơi, khá là xịn luôn anh. Wow, con Snorlax này nó đánh mình đau quá ta. Ây da, chúng ta sẽ dùng quả bon gì đây? Mày nè con.
Dùng đại Heavy Ball đi các bạn ơi. Đây là quả bom dùng để bắt những Pokemon hạng nặng đây nè. Heavy Ball. Yes. Và cuối cùng chúng ta cũng đã bắt được Snorlax luôn rồi các bạn ơi. Khá là xịn sò đó. Rồi, thế là đã đủ những Pokemon trong tập ngày hôm nay luôn rồi. Đó, mình chỉ còn thiếu hai con đó để mà làm nền tảng cho cái video tiếp theo thôi. Đó, 660 trên 809 con. Quá xịn luôn. Đây. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đứng đây và học skill tại cái ông Murilaner này nữa nha các bạn. Sau khi đã học đầy đủ skill cho Sider rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục boost cấp nó lên nha các bạn. Đó. Ngày này mình chờ rất là lâu rồi. Chúng ta sẽ tiến hành boost cho nó lên cấp 100 luôn nha các bạn. Sider. Giờ thì cái con Sider của mình nó đã có Fawn Sweep rồi, nên chúng ta sẽ sử dụng nó để mà thu phục những em Pokemon khác nha. Khá là xịn xò luôn. Rồi, đầu tiên để mình cho nó lên cấp 100 cái đã. Wow, tốn khá là nhiều kẹo nhưng mà không sao các bạn ơi. Chúng ta sẽ phải đánh đổi thôi. Và ta-la, Sider cấp 100. Nhìn nó xịn chưa? Chúng ta có thể cởi nó được nhưng mà không bay được các bạn ơi. Con này dùng để chạy thôi nè. Trời ơi. Mà nó khá là to ha. Nó to cũng bằng mình luôn rồi đó. Ok, Sider. Đây, Fawn Sweep. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đó, nó còn cộng attack nữa chứ. Tiếp theo mình sẽ tiến hành thực hiện mục đích chính trong tập ngày hôm nay luôn nha các bạn. Đó chính là đi nhân bản em Mew thành Mewtwo nha các bạn. Đó. Đây mình có hai cái cloning machine ở đây. Thì cái này thì mình không có cần chế tạo. Đó. Tại vì mình vô mấy cái ngôi làng á mình đã có luôn rồi. Rất là xịn luôn. Ây da, cái con Sandred này. Đó. Và đây mình sẽ tiến hành mình đặt nó luôn đây nha các bạn. Đó, cloning machine và một cái nữa nằm ở chỗ này nha. Đó, hai cái luôn nè. Cái này thì các bạn có thể search công thức của nó rất là dễ dàng luôn nha. Ở đây mình sẽ cho ba khối kim cương vào trước nha. Đó. Chúng ta sẽ tiến hành chờ cho nó chạy thôi bạn ơi. Đó. Quá tuyệt luôn. Trời ơi. Rồi, nó đang xử lý rồi nè các bạn ơi. Để chúng ta coi mình sẽ được con gì đây. Và đã được con Mewtwo luôn rồi nè. Quá xịn luôn. Đây, mình sẽ chuẩn bị con Sider sẵn để mà đấu với nó luôn nha các bạn. Đây, Mewtwo nó đã thoát ra đâu nè. Mình sẽ tiến hành dùng Fawn Sweep nha các bạn. Mewtwo. Đây mình sẽ Fawn Sweep nó. Ok, Fawn Sweep một phát nè. Nó không đánh lại mình hả ta? Tiếp tục là Fawn Sweep nha các bạn. Cẩu máu quá sướng luôn. Nó không đánh lại hay gì á. Cho một skill nữa nè con. Bây giờ thì Mewtwo nó còn một máu rồi, mình sẽ chuyển qua con bột. Mình sẽ bắt nó luôn đi ha. Whipmon trước đi nè. Mình định chuyển qua con Pokemon khác nhưng mà thôi, bắt nó luôn cũng được. Bây giờ nó mới tiến hành nó đánh lại mình các bạn ơi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng quả Love Ball nha. Đó, chuyển qua quả này liền. Wow, nó xài hiệu ứng skill gì mà đẹp quá vậy. Rồi, tiếp tục là mình sẽ đổi qua con Mew nè. Ây da, căng thẳng thiệt. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành xài luôn Love Ball nha các bạn. Trong những tập trước thì Love Ball nó khá là có tác dụng. Những season trước á. Thì chúng ta coi nó còn tác dụng hay không trong season này nha. Trời ơi, Love Ball. Có lên nào. Wow, nãy giờ khá là nhiều Love Ball rồi nhưng mà nó vẫn không thành công các bạn ơi. Đây, tiếp tục là một quả Love Ball nữa đi. Vẫn không được nè. Hay da, căng thẳng quá ta. Cho một quả nữa luôn nha các bạn. Mình spam cho đủ 5 quả đi ha. Không được thì chúng ta sẽ tiến hành chuyển qua Tamerbon nha. Trời ơi, lớp bon không được thì chuyển qua Tamerbon luôn. Có vẻ là cái quá trình bắt cái con Mewtwo này sẽ diễn ra khá là lâu đấy các bạn ơi. Rồi, tiếp tục là Tamerbon nha. Trời ơi. Sau khi mà đã nhân bản xong cái con Mewtwo rồi nè, thì nó phá hủy luôn cái cloning machine của mình rồi. Trời ơi, căng thẳng thiệt. Tamerbon. Yes. Cuối cùng chúng ta cũng đã bắt được em Mewtwo rồi. Và được cái thành tựu
Behold my powers. Hãy xem sức mạnh của ta. Quá tuyệt luôn các bạn ơi. Mewtwo. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục nha các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục nhân bản cái con Mew này tiếp bằng cái máy này bên đây nha. Rồi lần này thì mình cho 3 cục sắt vào. Các bạn thấy không, cái Lonin Machine bên kia nó bể mất tiêu luôn. Căng chưa. Rồi để mình coi lần này chúng ta sẽ được con gì đây. Và ui, được con Ditto các bạn ơi. Con này mình cũng đang rất là cần đây. Tại vì ở season này á, nó rất là khó xuất hiện luôn đó, nên mình cũng đang cần nó để cho cái việc breeding trong những tập kế tiếp nha. Đây chúng ta sẽ dùng Phone Sweep nha các bạn. Phone Sweep. Ai da, nó transform nữa kìa. Con Ditto này láo thiệt chứ. Rồi xài luôn quả Whipball đi ha. Cái con này thì mình sẽ thu phục thiệt là lẹ luôn thôi. Tiếp tục là Tamawon nha các bạn. Trời ơi, Tamawon luôn, ngại gì. Và lần này thành công rồi nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nhân bản lần cuối bằng 3 khối kim cương còn lại nha các bạn. Đó, mỗi con Mew nó chỉ nhân bản được 3 lần thôi. Và lần này để coi chúng ta sẽ được con gì nào. Và ui, được một con Mewtwo nữa các bạn ơi. Quá xịn luôn. Rồi thoát ra đi nào. Mày thoát ra đi. Mày nè. Ây da, trời ơi, bay lên trời luôn hả? Tính tẩu thoát hả? Phone sweep nó liền các bạn ơi. Khá là xịn sò đây. Chúng ta đã khá là may mắn luôn. Rất may mắn luôn á. Ba lần thì hai lần chúng ta đã có được Mewtwo rồi. Rồi mình sẽ tiếp tục phone sweep nữa nha các bạn. Rồi cấu nó được dây máu là được rồi. Con này có hồi lại máu hả? Hình như nó có chiêu recover các bạn ơi. Skill đó nó hồi lại máu rất là ghê luôn đó. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục bắt nó luôn nha. Haha, lần này chúng ta sẽ xài Whipball nha. Whipball. Lúc nào cũng xài Whipball đầu tiên hết á. Không thành công rồi nè. Rồi, vậy thì mình sẽ chuyển qua quả khác như là Tamawon chẳng hạn. Lần này chúng ta sẽ không dùng Lovebomb nữa để cho nó đỡ mất thời gian. Vô thẳng cái chủ đề chính luôn là Tamawon nha các bạn. Ây da, tiếp tục là Tamawon nè. Để mình cổ mình spam thật là nhiều quả Tamawon cái đã. Ôi ôi, con Mewtwo lần này có vẻ khá là khó thu phục đây. Không dễ như lần trước rồi. Trời ơi, cứng đầu vải chưởng luôn các bạn ơi. Nãy giờ thì mình đang tiếp tục với cái con Mewtwo đây nè. Mình đã lấy thêm rất là nhiều Tamawon nữa để mà thu phục cho nó gọn luôn. Ui, đánh mất máu vải chưởng ra luôn. Tiếp tục là Tamawon nữa nè. Nó còn có một máu thôi bạn ơi. Nhưng mà nó không chịu khuất phục mới đau chứ. Lại là Tamawon luôn nè. Mày hả con? Vô đi nào. Trời ơi, không được rồi. Rồi, cho nó thêm một quả nữa các bạn ơi. Nó cứng đầu vải chưởng ra luôn á. Mày nè con, Tamawon tiếp tục nha. Mình sẽ spam thật là nhiều Tamawon nhất có thể nha các bạn. Để mà thu phục nó gọn luôn. Mày nè, nãy giờ mới mười mấy quả thôi, chưa tới 20 quả mà chúng ta sẽ cố gắng lên spam tầm 20-30 quả để cho nó chịu khuất phục mới được. Và lần này ui, không được. Thời nó lâu lâu nhưng mà không được các bạn à. Mình sẽ cho nó một quả tiếp tục nữa nha. Yes. Cuối cùng chúng ta cũng đã có được hai em Mewtwo và một em Ditto luôn rồi các bạn ơi. Và đây là những Pokemon mình đã có được sau khi nhân bản Mew nha. Đó, đây Ditto. Đây là Ditto nha các bạn. Đó, nhân bản thất bại nó sẽ cho con này. Nó có một skill đó chỉ là transform thôi. Và kích thước nó là huge. Khá là xịn hen. Rồi, để mình thu nó vào cái đã. Tiếp theo mình đã có được hai con Mewtwo luôn.
hai con này thì nó kích thước ngang bằng nhau các bạn ạ. Để mình kiểm tra xem thuộc tính của hai con nó như thế nào đấy ha. Đó, hai con Mewtwo. Wow, con này thì cộng speed nhưng mà trừ special defense. Một con cũng cộng speed nhưng mà trừ defense luôn. Wow. Hai con kích thước nguyên mẫu luôn. Wow, khá là xịn. Và hình như có một con speed nó cao hơn các bạn ạ. Một con speed là 206 lận. Quá tuyệt luôn. Trời ơi, con gì băng nữa. Rồi, vậy thì mình sẽ lấy một em Mewtwo ra thôi. Em còn lại mình sẽ cất vào với bạn. Trời ơi, hai con Mewtwo luôn. Ngày hôm nay quá tuyệt rồi các bạn ơi. Mình đã rất là may mắn khi mà bắt được hai em mà mình còn, đó chính là Chansey cũng như là con Snorlax. Ngoài ra mình cũng đã gặp thêm ông Murilaner. Đó, cái ông mà học lại kỹ năng mà Pokemon đã lãng quên đấy các bạn ạ. Quá là tuyệt luôn, con gì băng nữa. Ngoài ra mình cũng đã may mắn nhân bản em Mew thành hai em Mewtwo và một em Ditto luôn rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhớ vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ like page Fury Gaming và comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.